Sáng 29 tháng 3, Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố và bàn giao bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh siêu bão và bản đồ ngập lụt ở hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Liên Tĩnh. Theo đó, bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh siêu bão được xây dựng cho 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Kiên Giang có 5 kịch bản tương ứng với các cấp bão mạnh nhất từ cấp 13 đến 16 kết hợp triều cường có thể xảy ra cho dải ven biển Việt Nam. Tại công văn số 64 trả lời Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về nội dung kiến nghị việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương, bao gồm cả tại đô thị và nông thôn, cho từng giai đoạn 5 năm và 10 năm, hoặc dài hơn để trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua trước khi phê duyệt. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức lập phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm trên địa bàn. Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định 99/2015 NĐ-CP, nội dung chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm thực trạng các loại nhà ở, nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở nên không có nội dung về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn. Nhiều trường đại học cao đẳng có khoa tổ bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh tự tổ chức môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên nhà trường, nhưng không có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, thao trường bãi tập hạn chế, nên chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh chưa cao. Trước thực trạng một số trường đào tạo chui về giáo dục quốc phòng an ninh, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Quân khu 7, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra và không công nhận bằng cách không cấp các phôi chứng chỉ về quốc phòng an ninh cho học viên sinh viên các trường đào tạo chui. Ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú, 43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đáng chú ý, tài xế Phú từng có 2 tiền án về vi phạm quy định giao thông đường bộ và tàng trữ trái phép ma túy. Tài xế Phan Thanh Phú chính là người đã điều khiển chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 27B00343 tông vào đoàn người đi đưa tang ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc vào sáng sớm 26 tháng 3 tại ngã tư quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mã Lọ thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến 7 người chết và 3 người khác bị thương. Sáng 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thành công chuyên án 388T, bắt một đối tượng thu giữ 3.000 viên ma túy. Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh tối 28 tháng 3 trên quốc lộ 1A, Phòng PC04 phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Võ Hữu Trình, 29 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp. Từ lời khai của Trình, công an tiếp tục khám xét nơi ở và thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp. Bắt đầu từ tuần tới, mạng xã hội Facebook và Instagram sẽ xóa các bài đăng và bình luận khen ngợi hoặc ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng hoặc chủ nghĩa ly khai. Facebook cho biết sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện các bài viết về chủ nghĩa dân tộc da trắng, cũng là phương pháp đang được Facebook sử dụng để xác định các nội dung về chủ nghĩa khủng bố. Với 560 phiếu thuận, 35 phiếu chống, các nhà lập pháp châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm 2021 trên quy mô toàn Liên minh châu Âu EU đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, dao, dĩa và bông ngoái tai.